Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forb TV. Trước khi chúng ta tiến hành vào cái video này, mọi người có quyền không tin những câu chuyện mình đang kể. Tin hay không tin, đó là niềm tin của mỗi người. Đó cũng là lời mà chủ của cái pháo đài này chia sẻ với mình. Bạn bước vào đây, bạn có tin những thế lực siêu nhiên hay không, đó là quyền của bạn. Video này chúng ta sẽ nói về những con búp bê ma, đặc biệt là một con búp bê nổi tiếng nhất nước Mỹ hiện đại. Thậm chí nó đã từng được tổng thống ghé thăm các bạn nha, và ký một cái chữ ký lên đó. Đặc biệt hơn con Annabella luôn. Và trước hết á, là mình muốn đưa các bạn đi gặp những con búp bê ma ám khác khá là nổi tiếng. Mình sẽ không có đi về lịch sử của cái pháo đài này ngày hôm nay, mà chúng ta chỉ tập trung về những con búp bê ma ám thôi. Nhưng mà nói sơ sơ cho các bạn biết á, đây là một cái pháo đài mà hồi xưa khi mà nước Mỹ có nội chiến và đã có nhiều người chết tại cái nơi này. Chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong là nơi đang có những con búp bê bị ma ám. Trước mặt các bạn là những con búp bê bị ma ám nha, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả Mỹ luôn. Và người manager ở đây á, đã bỏ một cái thiết bị nè để cho mình trước khi mình tới. Đây là con búp bê có thể gọi là có nhiều hiện tượng kỳ lạ nhất. Thỉnh thoảng cái ghế này nó tự rung một mình. Và đây là những con búp bê khác. Đó. Kể cả có một con, không biết là con gấu hay là con mèo nhờ bông luôn. Thì vì sao mà họ lại sưu tập những con búp bê này? Có một con này nè, rất là đẹp. Đây không phải là con búp bê thật nha, mà là chỉ một cái hình nộm thôi. Cái lý do mà trong cái pháo đài này á, nó có nhiều búp bê ma, tại vì có nhiều người các bạn, họ có cái sở thích rất là kỳ lạ mà họ không có đoán trước được. Họ đam mê tâm linh, thì họ mua búp bê ma về để họ trải nghiệm. Và có nhiều con búp bê là không thật, nhưng mà cũng nhiều con búp bê là thật. Xin lỗi các bạn nha, là chói mắt quá, Pháp phải nhìn nghiêng tí xíu. Và nó đã mang đến cái tai họa trong gia đình của họ, thành ra họ sợ và họ muốn mang nó đến một cái nơi khác để có thể là có một cái chỗ khác để nó ở. Và nơi này là nơi thích hợp nhất, tại vì nơi đây có một con búp bê ma khá nổi tiếng, và họ hy vọng những con búp bê này có thể là bạn của con búp bê ma đó. Cũng như cái chỗ này á, là nó đã bị ma ám từ rất là lâu rồi. Có nhiều chiến binh của Mỹ đã chết. Thành ra những người mà bỏ những con búp bê này vào trong cái pháo đài á, họ nghĩ rằng linh hồn của những vị tướng hồi xưa có thể nhập vào những con búp bê, hoặc là chơi với những con búp bê. Nói chung là có một cái gì đó mà tâm linh mà người chủ ở đây họ không muốn nói cho mình hiểu. Thì mình chỉ biết như vậy thôi. Các bạn chờ mình tí xíu nha, mình phải kiếm cái công tắc đèn đó. Đây. Búp bê đó, chúng ta không biết là nó xuất hiện thời điểm nào trên thế giới, nhưng mà theo cái sử sách ghi lại là nó xuất hiện từ năm 200 BC. Và không biết quốc gia nào hay là châu lục nào đầu tiên có những con búp bê đầu tiên. Cho đến vào thế kỷ thứ 15, chính nước Đức đã biến búp bê thành một món đồ chơi cực kỳ đại trà, dành cho mọi tầng lớp, dành cho mọi nhà luôn. Những con búp bê đầu tiên á, nó được làm bằng sứ và bằng gỗ. Nó lấy chất liệu của Trung Quốc và cái kiểu dáng của Trung Quốc, thành ra gọi là China Doll, là búp bê Trung Quốc đó. Và một thời gian sau thì có cái công nghệ nhựa phát triển, và họ đã biến những con búp bê này bằng nhựa để bán cho những em bé nè, bán cho những bà mẹ đơn thân mới có con, thành đồ chơi của các cô gái, và thậm chí là thành bộ sưu tập luôn, mắc tiền, cũng như là những bộ sưu tập rẻ tiền khác có mặt đại trà trên toàn thế giới. Vậy thì cái nguồn gốc thực sự, mục đích của búp bê là gì? Trước thế kỷ thứ 15 á, vào những năm 200 BC á, theo nhiều tài liệu nghiên cứu ghi được, búp bê á, cái nguồn gốc của nó đó là một cái món vật tâm linh. Tức là bạn đúc ra một cái búp bê ra bằng gỗ hay là bằng sứ, và bạn niệm chú vào trong đó. Mỗi quốc gia sẽ có cách niệm chú riêng để
mang cái sự may mắn đến cái người mà giữ con búp bê. Và cái người này lớn lên á, có thể tặng lại con búp bê cho cái vị thánh hay vị thần mình thờ. Mình thí dụ, bạn là một người thích theo đạo, mình xin lỗi nha, mình nói đại một cái ví dụ thôi, là bạn theo đạo Công giáo đi. Thì khi bạn đi lấy chồng thì bạn tặng lại con búp bê đó cho nhà thờ. Nó là như vậy. Hoặc là khi bạn trưởng thành, bạn là một người đàn ông trưởng thành, thì bạn tặng con búp bê đó cho nhà thờ cũng được luôn. Hoặc thậm chí là bạn chết á, con búp bê được chôn theo bạn, nó giống như là một cái điều gì mà may mắn để mang mà lên thiên đàng. Và dĩ nhiên là ngoài những câu chuyện này ra, còn những câu chuyện mà tiêu cực khác về búp bê. Từ sau này trở đi, con người phát triển á, lúc đó búp bê mới trở thành một món đồ chơi. Các bạn biết không, con người mình á, mình đã nói rồi, nó đều như là một cái căn bản con người là như nhau. Tại vì sau những thế kỷ 19-20 á, có nhiều bộ phim ma búp bê ra đời từ đó, và những câu chuyện truyền thuyết ra đời. Ở Việt Nam á, có một câu chuyện đó là Cu Ma Thông, chắc bạn nào cũng biết. Dĩ nhiên hôm nay chúng ta sẽ không nói về Cu Ma Thông, nhưng mà mình sẽ nói sơ sơ về lịch sử Cu Ma Thông. Có một nhà văn Thái Lan thế kỷ 19, ông đã viết rằng một vị tướng hay là một vị vua Thái Lan đã dùng xác của con trai mình, đứa bé còn rất là nhỏ, hình như là sơ sinh, và đã ẻm bùa xác của đứa bé và biến nó thành một cái con búp bê để mang theo mình, mang cái sự may mắn để chiến thắng kẻ thù. Qua đó các bạn thấy cái hình thức của vị vua Thái Lan này nó cũng giống như những người thuộc thế kỷ từ xa xưa, từ năm 200 BC. Và trong sử sách có ghi được 3 quốc gia mà đã dùng búp bê làm cái vấn đề tâm linh á, huyền thuật á, đó là La Mã nè, Hy Lạp và Rome. Bây giờ chúng ta sẽ dạo một vòng cái pháo đài này và bước vào để gặp con búp bê ma nổi tiếng nhất nước Mỹ cũng như nổi tiếng nhất trên thế giới. Đây là vị tướng các bạn đã chiến đấu trong cái pháo đài này và ông đã mất. Rất tiếc là vì thời gian không cho phép, thành ra Fox không có chia sẻ cho mọi người biết về cái lịch sử của cái pháo đài ma ám này. Đằng trước á, cũng là nơi có rất là nhiều điều kỳ lạ các bạn nha. Và đây là lần nữa nè, những cái đồ ma thuật về búp bê nè. Đó, rất là nhiều thứ trong cái nơi này. Các bạn nghe tiếng động đừng có sợ nha, họ đang gắn hệ thống camera đó, với lại cái thu âm nếu mà có tiếng động lạ xảy ra trong đây. Răng nè. Đó, không biết răng của ai nữa. Và những cái đôi giày của những con búp bê ma ám, đó gọi là crying shoe. Các bạn biết á, là hồi nãy á, trước khi mà mình đi một mình á, mình đi với một nhóm, và cái này là mình chứng kiến luôn, các bạn tin hay không tùy các bạn. Nếu mà các bạn là đạo Công giáo á, các bạn mang cái thánh giá vào người á, các bạn bước vào cái chỗ này nè, là người các bạn sẽ bị rất là ngứa, thậm chí là bị bỏng luôn. Cái này mình đã thấy bằng mắt mà mình không biết là cái anh đó có phải bị dị ứng hay không, mình không hiểu. Nhưng mà rõ ràng là ảnh có một cái vết hằn á, sau cái cổ của ảnh. Còn nếu mà bạn xăm một cái hình xăm mà giống như là thánh giá thì cái hình xăm của bạn nó sẽ bị ngứa ngáy và đỏ lên. Và cái người hướng dẫn viên sẽ cho bạn cái nước thánh để bạn xức vô người. Những điều mình nói với các bạn á, là anh hướng dẫn viên đã thực hiện với 2-3 người đi chung với mình hồi nãy. Cái đó mình thấy tận mắt các bạn nha. Nhưng mà những người này có bị ám hay không, mình không biết, hay là họ bị dị ứng, mình không biết các bạn. Để mọi người tự suy nghĩ. Chúng ta tiến vào đó. Dĩ nhiên ở đây nó sẽ có những cái chìa khóa, những cái vật lưu niệm của pháo đài luôn, chứ không riêng làm những vấn đề ma ám không các bạn nha. Nó chứa cả tất cả mọi thứ luôn. Quên nói các bạn nữa là bên châu Phi họ cũng nhảy múa xung quanh những con búp bê hay là những cái hình nộm. Đó cũng là một cái hình thức tôn giáo mà hồi xưa đã có rồi, chứ không riêng châu Á của chúng ta, hay là châu Âu hay là châu Mỹ. Và mọi người, trước mặt các bạn
là con búp bê nổi tiếng nhất trên nước Mỹ luôn và thế giới. Tên con búp bê này là Robert the Doll. Nó là một cái niềm cảm hứng cho nhiều bộ phim kinh dị về búp bê ma. Nó mặc một cái bộ đồ thủy thủ. Và nhiều người nhìn vào con búp bê này á, thì họ sẽ có nhiều cái cảm nhận khác nhau. Một số người sẽ họ thấy rằng đây là một nghệ sĩ tài hoa nhưng mà nghèo và bị tai nạn xe. Rồi không biết như thế nào linh hồn của nghệ sĩ đó đã nhập vào con búp bê. Một số người lại nói rằng á, con búp bê này á, nó giống như là một đứa trẻ không có ai chăm sóc và cần có tình thương. Rất là nhiều cảm xúc khi mà gặp con búp bê này. Và một điều kỳ lạ nha, có nhiều nhà làm về búp bê đã tới Key West, Florida. Mình quên nói với mọi người, đây là thành phố Key West, Florida. Thì khi mà họ tới gặp con búp bê này á, họ nhìn cái diện mạo của búp bê á, họ cảm thấy rằng con búp bê này không được sản xuất đại trà, mà nó được làm cho một cái mục đích gì đó và một cái khuôn cực kỳ đặc biệt. Thậm chí là chúng ta cũng không biết được. Các bạn nghe tiếng beat không? Họ đặt những cái thiết bị âm thanh á, ở trong đây á, là để phát hiện coi là búp bê có đang linh, là tức là có nhiều cái hiện tượng kỳ lạ hay không. Đó, nó ngừng lại rồi, các bạn thấy không? Lại lên nữa rồi. Nếu mà cứ beep vậy hoài mình sẽ không kể chuyện cho mọi người nghe được. Thì mình phải theo cái người hướng dẫn viên nói, mình phải năn nỉ con búp bê này. Có lẽ mình phải tự tay tắt cái này thôi các bạn. Tắt rồi. Chúng ta không biết được là nhân vật này á đã bao nhiêu tuổi. Cái lần đầu tiên nó xuất hiện trong sử sách là năm 1905. Nhưng mà có thể con búp bê này đã tồn tại vào thế kỷ thứ 18, 17 nữa. Tức là nếu mà đúng như vậy á, mà nếu nó bị ám thật sự á, nó đã thấy được nhiều cái sự thay đổi của lịch sử. Và nó già hơn cả mình, cả ba mẹ các bạn, cả ông cố ông tổ các bạn luôn. Chúng ta không xác định được con búp bê này bao nhiêu tuổi và ai đã làm ra nó. Các bạn thấy có một hình một người phụ nữ rất là đẹp không? Chúng ta sẽ nói về người phụ nữ này trong ít phút nữa. Cô ta là một người có một cái mối quan hệ cực kỳ đặc biệt với búp bê. Nhưng mà trước hết á, thì mình cho các bạn xem. Đây là người chủ của búp bê nè. Mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng về câu chuyện của búp bê. Những gì ghi trên đây chưa chắc chính xác, tại vì dân thành phố họ đồn nhiều câu chuyện lắm. Nhưng mà mình xin chia sẻ những câu chuyện mình cảm thấy là hợp lý nhất với mọi người. Robert là một cậu bé ít nói, không có bạn bè, có một cái đam mê nghệ thuật rất là nhiều nhưng mà không có chia sẻ ai được. Và bạn của cậu ta nghĩ cậu ta là người có đầu óc vấn đề. Ông nội của Robert đi sang bên Đức chơi vào năm 1905. Trong lúc đó ông cầu nguyện là cho cháu mình có thêm bạn bè, đừng để bị cô lập. Tại vì từ nhỏ các bạn có nhiều thông tin nói rằng là Robert mồ côi ba mẹ từ nhỏ. Thành ra chỉ có ông nội coi cậu ta mà thôi. Và một điều kỳ lạ xuất hiện sau khi ông cầu nguyện xong á, thì ông vào một cái chợ của Đức, ông thấy một con búp bê. Và đây chính là con búp bê này. Khi mà ông mang về bên Mỹ là năm 1906, thì Robert tự nhiên khác hẳn luôn, vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, nói chuyện nhiều hơn, nhưng mà không phải nói chuyện với bạn bè mà là nói chuyện với con búp bê. Robert đi giới thiệu cho mọi người về con búp bê này rất là nhiều. Nói rằng con búp bê này có thể là như một người bình thường vậy đó. Nhưng bạn bè cậu ta không có tin. Thậm chí có nhiều lần á, Robert nói là búp bê vừa nói chuyện kìa, bạn cậu ta chả thấy gì cả. Chỉ có mình Robert thấy mà thôi. Và những người bạn của Robert đều bị xui xẻo vì không có tôn trọng Robert hoặc là tôn trọng nhân vật chính của chúng ta. Vậy rồi thời gian qua đi, Robert cất con búp bê á, trên một cái gác. Và mình sẽ cho các bạn coi căn nhà của Robert hồi xưa. Ở đây có hết các bạn.
Đây là những hiện tượng kỳ lạ nè, lát mình cho các bạn coi sau. Đây các bạn, chính là căn nhà của Robert. Robert để con búp bê trên gác nè, mỗi ngày luôn, ban đêm thì bật đèn, không biết nói chuyện với ai. Thì những đứa trẻ hàng xóm đứng dưới đây á, ban đêm nào cũng thấy Robert bật đèn hết. Và từ đó tránh xa Robert luôn, không làm bạn với Robert nữa. Rồi sau đó khi mà Robert lớn á, anh ta lên New York và học làm họa sĩ, và gặp một người phụ nữ xinh đẹp tên là Parker. Và hai người đã cưới nhau vào năm 1930. Và sau khi mà cưới cô Parker, có hai câu chuyện nó xảy ra. Một số người nói rằng, wow các bạn, mình đang kể câu chuyện, mình cảm thấy ai đang đứng sau lưng mình các bạn. Bạn thấy Pháp tóc mồ hôi luôn không? Tóc mồ hôi thật sự luôn á. Nhìn nè, ướt đẫm mồ hôi luôn rồi nè. Câu chuyện đầu tiên, có nhiều người nói rằng con búp bê đã tham gia vào cái tình cảm của hai vợ chồng, khiến cho cô Parker rất là sợ. Nhưng mà người chồng của cô là ông Robert không thể nào mà thoát khỏi con búp bê này. Nó giống như là có một cái ma lực vậy đó. Và ngày nào á, ông Robert cũng lên cái gác của mình, là vị trí này nè các bạn, đặt tên cái gác của mình, nó gọi là một cái phòng nghệ thuật để ngồi vẽ và tâm sự với người bạn thân của mình là búp bê, trong khi để người vợ ở dưới. Nhưng cô phải chấp nhận, tại vì cô cảm thấy có một cái sức mạnh kỳ lạ trong con búp bê khó hiểu này. Nhưng có một số tài liệu khác nói cô Parker và Robert rất là yêu thương nhau, và con búp bê chưa bao giờ làm phiền tình cảm của hai người. Thậm chí nó là một cái phần nguyên nhân để làm cho hai vợ chồng này càng trở nên hạnh phúc nhiều hơn đến sau này. Năm 1974 thì Robert chết, và con búp bê chính thức lấy tên của Robert thành là Robert the Doll. Và điều kỳ lạ đã xảy ra, cô Parker không bán con búp bê, không bán con búp bê, cô giữ lại nó luôn cho đến khi cô chết. Và cô làm lại cái điều mà như chồng mình đã làm, lên gác bật điện vào mỗi buổi tối và nói chuyện với một ai đó. Thì năm 1976 hay là 77 á, cô mất đi. Con búp bê không có chủ và được hai vợ chồng mua lại. Để cho coi hai vợ chồng này. Và hai vợ chồng này đã mua lại con búp bê. Cái người vợ tên là Myrtle, cái họ là Myrtle hay là cái tên là Myrtle, mình không nhớ. Hai người này không có con. Khi mà gặp con búp bê, họ không có cưỡng được cái sự ma lực của con búp bê. Mặc dù họ phải sống 20 năm rất là sợ hãi con búp bê. Có nhiều người nói rằng con búp bê này nó đã mở cửa phòng của con gái của hai vợ chồng, khiến cho đứa con gái khóc thét vào ban đêm. Thậm chí nhiều lần cô Myrtle này, cô xúc phạm con búp bê, thì cái mặt của con búp bê nó có những cái biểu cảm kỳ lạ, khiến cho cô phải bỏ chạy luôn. Và khi mình nói đến khúc này, mình cũng muốn bỏ chạy, tại vì mình đang gần con búp bê nhất, mà chỉ có một mình mà thôi. Cho đến 20 năm sau á, thì không biết chuyện gì xảy ra, có một cái duyên xảy ra. Hai vợ chồng đã bán con búp bê này cho cái viện bảo tàng Key West. Có một số thông tin nói rằng nó mất tích, và không biết như thế nào, viện bảo tàng chiến tranh Key West đã tìm được con búp bê và đặt nó vào cái gương này. Mình muốn các bạn chiêm ngưỡng con búp bê này một lần nữa, vì đây là một cơ hội có một không hai, mà chỉ có thể nói là một mình Forbes may mắn có dịp đứng chung một mình với nó. Các bạn thấy không, ở đây có một cái chữ ký nè của Tổng thống George Bush nè, đã ký tặng con búp bê là 101 tuổi. Mà không có con búp bê nào ở Mỹ có được, kể cả Annabella. Dĩ nhiên chúng ta có những cái hình ảnh giống như Annabella cho vui thôi, nhưng mà hoàn toàn không thiệt các bạn nha. Và nếu mà các bạn hỏi mình ở đây là những cái thứ gì, đó là những cái trừ tà các bạn. Khi mà ra ngoài rồi phải dùng trừ tà nè, các bạn thấy không? Holy water nè, nước thánh nè. Rồi cũng là nước trừ tà luôn. Khi mà những người nào á mà đã tham gia chương trình này xong á, thì họ phải xức nước trừ tà và phải đọc vài câu thần chú.
Mình không biết đây là cái gì các bạn ha. Mình không rõ đây là cái gì, không biết có liên quan đến con búp bê hay không. Nói thiệt với mọi người luôn á, mình thấy cảm thấy con búp bê này có cái hồn kỳ lạ các bạn. Nó có một cái hồn kỳ lạ. Quên các bạn biết luôn á, nó làm bằng một cái chất liệu gỗ rất là quái lạ nha. Và ở trong nó được nhuộm bằng rơm. Và đây là cái bộ đồ á, mà của ông Robert hồi nhỏ mặc. Một bộ đồ thủy thủ. Mình muốn cho các bạn xem một cái hình ảnh trước khi mà mình đi ra ngoài. Tin hay không là tùy mỗi người mà, các bạn hiểu không? Mình không biết được nha. Đây, mình được phép thoải mái ở chỗ này. Và họ sẽ không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với mình sau ngày đêm nay. Tại vì có nhiều người đã đến thăm con búp bê và họ bị xui xẻo ít nhất là khoảng 1 năm. Vì không hợp vía hay là không tôn trọng búp bê. Mình không biết, và có thể Pháp sẽ là người bị xui xẻo, mình không biết được. Nhưng mình cũng cố gắng để thực hiện cái video này cho mọi người xem. Các bạn thấy đây là một đứa bé không? Chụp hình chung với búp bê. Để khi mà chụp xong á, có một cái bóng nè. Đó, các bạn thấy không? Và họ đã lưu giữ lại cái hình ảnh này. Chứ có nhiều người nói rằng đây là cái bóng của đứa bé. Nhưng mà có nhiều người nói rằng không giống cái bóng của đứa bé một chút nào cả. Mọi phán đoán, mọi suy luận các bạn có thể lên online để tìm kiếm. Ok ha. Và đây á là cái nơi tưởng niệm tình yêu của hai vợ chồng, không có liên quan đến video. Nói về lịch sử của cái pháo đài này. Ban đêm đôi khi mới ngầu, các bạn hiểu không? Tại chói mắt quá. Hiện tại mình ra ngoài này các bạn, trời mát. Và chung quanh các bạn là cái pháo đài. Đáng lẽ mình tính kết thúc cái video này, nhưng mình thấy nó chưa có đủ, nó chưa có hay. Và nó cho mình một cái suy nghĩ. Và mình sẽ đem cái suy nghĩ cá nhân của mình vào trong cái video clip này nha. Mỗi người dĩ nhiên chúng ta có một cái cảm nhận mà. Hãy nói về Kumathong đi các bạn. Chúng ta hãy nói về Kumathong các bạn. Theo mình biết được á, Kumathong á là các bạn dùng linh hồn của một đứa nhỏ. Dùng linh hồn của một đứa nhỏ. Và không biết vì lý do gì mà đứa nhỏ không có siêu thoát được. Nó trở thành một cái linh vật, đem đến cái sự may mắn cho các bạn. Mà nhiều khi á, các bạn có thể dùng nó để thực hiện những cái mục đích xấu xa cho con người của mình, giống như là quýnh bài, kiếm việc làm tốt hơn, thậm chí là giết người dùng các bạn luôn. Đã có nhiều câu chuyện nói về vấn đề này. Và rồi sau đó cái người sử dụng của nó bị trả giá rất là nặng nề, bị mất mạng luôn. Còn một số người còn sống thì trở thành nô lệ, tức là bị khùng khùng điên điên. Theo cá nhân của mình nghĩ nha, nếu mà các bạn dùng linh hồn của một đứa nhỏ mà các bạn biến nó thành một cái sức mạnh để làm được những cái việc bạn muốn thì mình hoàn toàn mình không thấy nó hợp lý lắm. Nhưng mình cho nó thiệt đi, ok? Theo mình nghĩ nếu mà thiệt thì nó sẽ đi vay mượn cái sự may mắn, cái quyền lợi đó từ một cái thế lực đen nào đó, mình không biết được. Có thể là từ quỷ dữ. Và nó đưa cho bạn. Và sau khi một thời gian bạn sử dụng xong á, bạn phải trả cho quỷ dữ, tức là con búp bê sẽ lấy cái mạng sống của bạn hay lấy cái linh hồn của bạn đi cho quỷ dữ. Thực sự cái vai trò của con búp bê á, nó chỉ là một cái người đưa thư mà thôi. Nếu mà không có trả nổi những gì con quỷ mong muốn hay là thế lực bóng đêm mong muốn, thế lực bóng đêm đó nó sẽ tiêu diệt luôn bạn và tiêu diệt luôn con búp bê. Tức là con búp bê nó cũng chỉ là nạn nhân giống như bạn mà thôi. Thậm chí nó còn tội nghiệp hơn nữa, tại vì nó được ém lại để biến thành một người đưa thư. Đó là cá nhân suy nghĩ của mình. Khi mà mình ra đây mình ngồi nè, mình điều tra thêm một chi tiết nữa, không biết có thiệt hay không. Rõ ràng á, các bạn thấy Robert là một người đam mê nghệ thuật, nhưng mà cả đời ông ta không có ai chấp nhận cái nghệ thuật của ông. Và rồi ông chết đi. Thì con búp bê đó bây giờ nó lại thành một cái tác phẩm nghệ thuật được nhiều người chiêm ngưỡng. Và nó mặc cái bộ đồ của Robert. Và nó tên Robert luôn. Có phải là nó đã trả ơn Robert không? Robert đã mang nó về và giữ bao nhiêu năm đó. Và khi mà ổng chết đi, ổng không thực hiện được ước mơ, thì nó thực hiện được cái ước mơ dùng cho ổng. Nó biến thành một cái tác phẩm nghệ thuật. Mình không biết là con búp bê này có phải là do linh hồn Robert ám hay không.
hay là do linh hồn của một người khác, thậm chí là linh hồn của nhiều người, mình không biết. Nhưng rõ ràng nó là như vậy, nó trở thành một cái tác phẩm nghệ thuật. Cái thứ hai, cái gia đình của cô Myrtle trước khi mua búp bê á, không hề có con, nhưng mà họ ít nhiều cũng đã chăm sóc con búp bê này 20 năm. Và sau đó họ có 3 đứa con. Và thấy kỳ lạ không? Có 3 đứa con. Và nếu mà thật sự họ đã bán con búp bê này cho viện bảo tàng, thì họ bán với một cái số tiền rất là khủng khiếp, có thể thay đổi được cả cuộc sống của họ luôn. Tại vì các bạn biết ở đây một ngày có bao nhiêu người, bao nhiêu chục nhiều người để đến gặp con búp bê. Nếu các bạn muốn quay phim á, các bạn chia ra một số tiền rất là lớn, thì đủ để thấy con búp bê này nó mang lại rất là nhiều điều tốt đẹp cho cái pháo đài, cũng như hai người chủ trước của nó. Mà thật sự hai người chủ trước của nó không có cầu xin nó vấn đề gì cả. Mình nghĩ trong cuộc sống các bạn có vay có trả thôi. Nếu các bạn cầu xin cái gì, các bạn phải trả cái điều đó. Và con búp bê nó không có phải là một thứ sợ hãi, đáng sợ hãi, mà do chính chúng ta làm nó đáng sợ hãi. Vì chúng ta vay thì chúng ta phải trả. Và xin nói lại nha, mình kể câu chuyện này trong cái pháo đài bị ma ám. Con búp bê nó chỉ là một trong những thứ ma ám trong cái pháo đài này thôi. Tại vì có nhiều chiến binh của Mỹ đã chết ở nơi này. Và có thể biết đâu, con búp bê này á, nó là một người bạn của những người chiến binh này thì sao? Chứng tỏ là nó là một người tốt. Nhưng mà chúng ta nhìn với ánh mắt sợ hãi. Tạm biệt.